Chuyên, mẹ phải ra ngoài bây giờ, con nhà con phải chăm sóc con gái cho tốt, nhớ chưa? Ừ, con nhỏ là nghịch nhất đấy. Ừ, đúng rồi, con nhỏ đấy. Cả ngày ở nhà nghịch, đúng không? À, làm loạn hết ra, đúng không? Bây giờ quán như nào, con làm trước cho mẹ xem coi nào. Xem là con có quản được nó không nào. Ừ. À, cho nó vào trong lòng. Rồi, con lại ra làm gì? Hả? À, cho một mình nó vào trong lòng rồi đóng đóng cửa lại. Rồi. À, con cũng chui vào đấy luôn. Con đóng cửa lại. Đóng cửa lại nằm ngủ đúng không? Hả? Ngoan. Đúng rồi, ở nhà con mới ngoan như vậy, nhớ chưa? À, con nằm xuống cốt xương, con ngậm cục xương luôn hả? Ngoan.